Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chợ audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng một sản phẩm bên em trong tuần vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, em xin lại giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Soli với model của nó là X3 số 3ES. Thì chiếc đầu này em bán rất là nhiều rồi, vừa rồi em về là 10 chiếc đầu này cơ ạ. Đấy. Và bên em thì còn vài con nữa thôi ạ. Và chiếc đầu này được sản xuất năm 1990 với giá xưởng của nó là 19.800 yên, tương đương với khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo thời điểm hiện tại. Chiếc đầu này thì sở hữu size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó 12,5 cm và chiều sâu của nó 37,5 cm. Nó nặng 12 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen rất là đẹp mà sang trọng. Đấy. Cái đời 9X này rồi thì nó chuyển sang cái phần khay đĩa và đồng hồ quát nó hơi lệch một chút, nó không ở giữa hẳn mà nó không ở gì hẳn. Đấy, như các đầu đời trước đời 8 mấy ạ. Đồng hồ quát lớn. Và thêm vào đó nó tạo một cái đường cân này nhìn nó rất là khỏe khoắn và chắc. Đấy. Đấy, các phím bấm nó rất là êm ái các bạn. Thì chiếc này sử dụng mắt đọc 270 270 có số đi dòng mắt từ rất là ổn định bền bỉ và không ken đĩa. Thêm vào đó thì nó sử dụng 3 con chip giải mã, 2 con chip giải mã CD2552Q và con 1244 và cho chất âm rất là tươi sáng, chi tiết và ngọt ngào. Đấy. Về phần ngoại hình của chiếc đồ này thì em quay chi tiết để bác xem. Cái mặt tiền của em này thì rất là đẹp. Đấy, chỉ có một chút chỗ này nó hơi bị bay sơn một chút thôi này. Đấy. Ở cái cạnh đây nó hơi cấn nhẹ một chút này. Đấy. Thì còn lại em nó rất là đẹp. Làm bãi mà được những cái mặt tiền như này là rất là đẹp rồi đấy ạ. Và cái lô hàng này nó hoàn toàn lô hàng em tuyển chọn thôi. Đấy, rất là đẹp. Còn trong quá trình vận chuyển thì nó không để cái cấn cái móp các bạn ạ. Cạnh trên của em nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Phần lắp lưng thì em vẫn để sơn zin. Đấy. Bởi vì cái dòng này dòng sơn nhám dính thì nó có cái vết chảy sơn đây. Và nó có cái đường kẻ, không biết là do cái quấn ni lông hay sao ấy, nó có những cái đường kẻ mờ mờ. Đấy. Bên đây thì có những cái vết sơn. Đấy. Đây bên trước đây. Đấy. Đây. Đấy. Hồi bên đây thì cũng có những cái vết này. Mặt sau đây thì mặt sau cũng có cái vết xước này. Đây là chỉ cần va vào nó có tạo thành cái vết. Cái vết. Cạnh sau đây. Ở model của nó đây ạ. X3 số 3ES, điện 100V, công suất 20W, CD máy của nó 210667, được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Thì có vết xước đây. Đấy, dây nguồn lớn này. Thì chiếc đầu này có hai đường analog ra, chân được mạo vàng, một đường fix là không chỉnh âm lượng, một đường variable là chỉnh âm lượng phía trước. Và đây là đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Đấy. Và đây em mở phần nội thất bên trong ra để cho bác được chiêm ngưỡng. Chiếc đầu này nội thất zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy và còn rất là mới. Đấy, hai nguồn các bạn này, riêng biệt audio và digital. Tụ lọc nguồn lớn 5600 mi, toàn tụ lọc của Ella, toàn tụ Ella hết. Hai tầng bề mạch, con này là hai tầng bề mạch, nó là em của con X3 số 5 ES nhé. Đấy. Rất là mới. Chiếc giải mã thì nằm ở phía dưới rồi. Đấy, ba con nó nằm ở phía dưới nhé. Đấy.
Rồi và giờ đây em xin test cái phần bắt đầu cũng như các chức năng hoạt động của chế độ này để cho bác được thưởng thức. Chức dòng này thì bắt đầu cực tốt rồi, chúng ta không cần bàn đến cái phần bắt đầu. Này chúng ta là có giá thành có hợp lý không, hai em là ngoại hình, này, cái thứ ba là về chất âm các bác muốn nghe không thôi. Chứ bắt đầu của nó thì đọc cực tốt rồi, và tất cả sản phẩm bên em bán ra dù sản phẩm là vài trăm nghìn nhưng mà đọc phải tốt, không tốt thì không dùng các nhé. Đầu đọc tốt đĩa lòng xanh, đĩa lòng trắng và đĩa lòng vàng, thì em test một cái sao chép nghiệp phổ thông các bác thường dùng để bác nghe. Nhận bài ngay. Đây là một cái CD của Như Quỳnh để các bác thưởng thức. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0907 23269. Bác nào ở gần nhà em thì qua chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp qua hotline của em hoặc kết bạn Zalo với số điện thoại em để trên cái nội dung của video. Buông tè đọc các bạn ạ. Cũng buồn riêng một mình em.
trời lạnh lẽo, anh đến không em chờ, mà anh vẫn chưa về để năm tháng ở thừa. Đêm này là rơi bên thềm dịu đón bước anh đi, nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán, nỗi tiếc em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa yêu để mùa xuân pháo hoa. Xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đồ này em bán với giá là 4,6 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Đấy, bác nào mà đặt cọc thì không được bao ship. Số điện thoại của em là 0907 23269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.